Tiếp theo là bắt đầu chúng ta đi giải quyết từng cái triệu chứng một. Ví dụ như là rối loạn tiêu hóa thì chúng ta sẽ giải quyết bằng phác đồ điều trị như nào. Rồi là nhiễm khuẩn đường tiêu hóa thì chúng ta sẽ cho đơn như thế nào, phác đồ điều trị ra làm sao. Đây là cái phác đồ điều trị dành cho những bạn mới chỉ bị rối loạn tiêu hóa đơn thuần thôi. Đó, thì cô đã đưa ra một cái phác đồ điều trị như thế này rồi. Thì việc của các em là phải kê cho cô một cái đơn theo phác đồ điều trị này. Vậy phác đồ điều trị ở đây nó có thứ nhất đó là bù nước điện giải. Vậy các em phải cho một cái đơn thuốc bù nước điện giải là loại nào. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cho giảm nhu động ruột. Vậy thuốc giảm nhu động ruột là thuốc nào. Tiếp theo chúng ta cho giảm co thắt cơ trơn. Vậy giảm co thắt cơ trơn là thuốc nào. Các bạn chọn cho vào đơn cho cô. Sau đó là cho men tiêu hóa. Vậy trong nhóm men tiêu hóa gồm có những loại nào. Các bạn chọn vào để cho ra một đơn điều trị cho cô. Nên đây là cách học của Bảo Minh. Các bạn sẽ được Bảo Minh đưa ra một cái phác đồ điều trị như thế này. Sau đó là các em sẽ cần phải là gì ạ? Tự lên đơn theo phác đồ điều trị để hiểu được là mình tại sao lại cho bù nước điện giải, cho giảm nhu động ruột, tại sao lại cho giảm co thắt cơ trơn và tại sao lại cho men tiêu hóa. Và mình sẽ lấy loại thuốc nào để cho vào. Thì như vậy các em mới hiểu được là bản chất của cái triệu chứng bệnh đó. Đó, thì chúng ta mới giải quyết được là gì ạ? Chủ động, chứ còn nếu không mà các bạn là học thì theo kiểu học vẹt. Đó là ví dụ như là đi ra nhà thuốc, người ta sẽ nói rằng đau bụng thì cho cái này, đi ngoài thì cho cái này, sốt chúng ta cho cái này. Thì chúng ta chưa hiểu được bản chất của cái triệu chứng bệnh đấy các bạn nhé, chưa nắm được gốc rễ của nó. Thế nên là bây giờ cô hỏi là bao nhiêu bạn cho bù nước điện giải bằng cái gì thì comment ở phía dưới giúp cho cô. Rồi là giảm nhu động ruột, các em lấy thuốc nào để điều trị thì comment cho cô. Rồi là giảm co thắt cơ trơn là loại thuốc nào thì các bạn cũng lấy vào để điều trị cho cô. Men tiêu hóa thì chắc là quá dễ rồi, thì nó khó ở cái chỗ đó là giảm nhu động ruột cũng như là giảm co thắt cơ trơn. Thì nếu như bạn nào mới chưa ra nhà thuốc hoặc là không nhớ là trong cái nhóm này có những loại nào để cho vào đơn thì chúng ta sẽ không lên được đơn. Và đấy là lý do sẽ cần phải yêu cầu các em học về nhóm thuốc trước để biết được các thuốc trong nhóm đó để mà cho đơn, đúng không các bạn? Thì đã có bạn nào cho được cái đơn cho cô chưa? Có ai cho được đơn không? Cho được đầy đủ thì là tốt, mà nếu không cho được đầy đủ thì biết đến đâu cho đến đấy, đúng không? Giống kiểu ra nhà thuốc á, chúng ta nhớ được cái loại nào thì chúng ta đi lấy để cho bệnh nhân thôi, còn không nhớ được loại nào thì chịu. Nên là hôm qua có một bạn học viên của Bảo Minh, bạn này đăng ký khóa học cơ bản và nâng cao đấy, thì sau đó là bạn ấy ra nhà thuốc được mấy buổi thôi. Thế thì hôm qua nhân viên của Bảo Minh có một bạn nghỉ nên là tạm thời đóng quầy, một bạn thì về quê, thế thì chưa ra được nhà thuốc để mở quầy. Thế thì cô mới bảo rằng là cho em ra nhà thuốc để đứng quầy đi. Đó, thế bạn bảo rằng là em vẫn chưa tự tin cô ạ, em vẫn sợ, em vẫn run. Rồi là em vẫn đang học các bạn ấy. Thế xong rồi thời gian qua thì em cũng đang tập trung học lý thuyết và em muốn học lý thuyết cho nó kỹ đã rồi em ra quầy. Thì mình bảo rằng là em không ra quầy thì sẽ không tự tin được, sẽ không đứng bán được. Nhưng mà cuối cùng cái nỗi sợ của bạn ấy vẫn rất là cao. Cho nên là bạn ấy không vượt qua được nỗi sợ của chính mình và vẫn không dám ra nhà thuốc để đứng một mình. Các bạn ạ, cô đã tạo điều kiện để cho ra nhà thuốc để đứng để cho nó quen rồi nhưng không dám ra. Cô đã nói rằng nếu gặp khách hàng bệnh nhân không giải quyết, không biết nó ở đâu thuốc nào thì gọi điện cho cô sẽ chỉ từ xa luôn. Hoặc là trường hợp nào mà em run quá, em bảo rằng là bạn nhân viên đi lấy hàng rồi, lát nữa chị quay lại sau nhá, em trông hộ quầy thôi. Đấy, nhưng cuối cùng cũng không dám ra. Các bạn ạ, cô đã hướng dẫn như thế rồi, cô đã tạo điều kiện, đã để cho các em đứng quầy rồi nhưng vẫn không dám ra. Ta thấy là cái sự tự tin của mình mà không có thì chúng ta sẽ không thể vượt qua được để mà đứng quầy bán hàng, không ạ? Và đấy là tâm lý mà các em phải vượt qua được chính bản thân mình. Cho nên là tại sao phải học tâm nhé, tâm lý này, tâm thái này, tâm linh này. Thì cái tâm lý ở đầu tiên của các em mà các em còn không vượt qua được để mà ra quầy để đứng bán hàng thì làm sao mà nắm bắt được tâm lý của khách hàng bây giờ. Cho nên là các bạn sẽ phải vượt qua được chính bản thân mình nhé. Nỗi sợ lớn nhất của đời người đó là nỗi sợ chính mình. Chỉ có mỗi chính mình là mình không vượt qua được thôi. Cho nên là cô đã tạo điều kiện cho ra nhà thuốc để đứng rồi. Đấy, cô biết là các em không bán được bao nhiêu rồi. Cô biết là các em sẽ đuổi khách hàng đi của cô rồi. Đấy, nhưng mà cuối cùng các bạn vẫn không dám. Tại sao lại không dám khi người ta đã cho mình cơ hội? Do mình không tự tin thôi, đúng không các bạn? Đấy, thế bây giờ ở đây có một số chàng trai, cô gái, có bạn nào dám ra nhà thuốc đứng một mình luôn không ạ? Cho họ đứng luôn một mình mặc dù chưa học cái gì. Đấy, chưa biết cái gì, có dám ra nhà thuốc thì đứng không? Cô cho đứng một mình. Đứng một mình thì cái việc khó của em đó là nhớ được cái vị trí là một, rồi là giá cả của nó là hai. Đấy, là hai cái khó của các bạn.
Thế còn để mà điều trị thì cô không biết là cái khả năng điều trị của các em đến đâu, đứng quầy được đến đâu. Nhưng mà phải ra quầy để biết được cái này giá bao nhiêu, rồi là vị trí của nó ở chỗ nào. Để ví dụ như là bảo rằng là người ta bị sốt thì đi thẳng vào cái vị trí của nó là có thuốc hạ sốt để mà lấy. Thế bây giờ đứng loanh quanh suốt ở quầy, xong cuối cùng chả biết là cái vị trí thuốc hạ sốt nó nằm ở đâu, thì có chán không các bạn? Và đấy là lý do mà các em đi xin ở nhà nọ, xong rồi các em lại chuyển sang nhà kia, thì các em vẫn phải học lại ở nhà thuốc mới. Nên là có rất nhiều bạn bảo rằng là em có kinh nghiệm rồi, nhưng cái kinh nghiệm của các em là kinh nghiệm ở nhà thuốc đấy, nhưng còn đến nhà thuốc khác các em lại phải học lại từ đầu. Vì sao? Vì phác đồ điều trị của nhà thuốc cũ nó khác và phác đồ điều trị ở nhà thuốc mới nó khác. Đấy, cho nên là chủ nhà thuốc người ta sẽ yêu cầu các em phải bán theo phác đồ điều trị của họ mà. Có không? Bạn nào là đi ra nhà thuốc mà đi mấy nhà rồi, thế xong rồi mỗi một nhà điều trị khác nhau không ạ? Nên nếu bạn nào mà đi ra một nhà thuốc thì các bạn sẽ bị dập khuôn một cái đơn thuốc đấy thôi. Chủ bảo bán loại này là chỉ biết bán loại đấy thôi, còn không biết thay đổi đơn. Nên là các bạn phải đi nhiều nhà thuốc, đi nhiều quầy thuốc để biết mỗi một nhà nó sẽ điều trị như thế nào. Thế còn nếu học ở Báo Minh thì các bạn sẽ là tự linh động để thay đổi được các đơn, thay đổi được nhiều thuốc khác nhau. Nên là cô nhìn thấy có một số bạn đã gì ạ, đã comment, đã nhắn tin rồi. Thứ nhất là các bạn sẽ chọn Orezon, rồi là gì ạ, cho Loperamide, đúng không ạ? Rồi là một loại thuốc nữa, rồi là Anverin, rồi là Orezon, Loperamide, Anverin, rồi Lactamin. Thì ở đây cô nhìn thấy có bạn Bùi Thùy Trang là nhắn tin đầy đủ nhất theo cái phác đồ điều trị. Đó là Orezon, đó là bù nước điện giải. Thứ hai nữa là Loperamide, thứ ba nữa là Anverin, và thứ tư nữa là Lactamin. Đấy, thì Anverin nó là giảm gì ạ? Giảm đau co thắt cơ trơn. Và Lactamin nó là Lactomin, thì nó là gì ạ? Là men tiêu hóa. Nhớ, thì cô đã nhìn thấy bạn đã cho một cái đơn rất là đầy đủ rồi. Thế còn có bạn thì là cho được cái Anverin và cho Orezon. Có nghĩa là các bạn chỉ cho được là gì ạ? Giảm co thắt cơ trơn với lại là bù nước điện giải thôi, chứ các bạn chưa cho được cái thuốc để làm gì, để cầm đi ngoài cho người ta, đó là giảm nhu động ruột. Rồi là chưa cho được là cái men tiêu hóa. Nhớ, bạn là Nguyễn Trường Giang cũng cho được 3 loại, đúng không? Đã cho được 3 loại. À, như vậy thì ở đây chúng ta thấy có là gì ạ? Có bạn cho được đầy đủ theo phác đồ điều trị và có bạn là chưa cho được đầy đủ theo phác đồ điều trị, đúng không nào? Rồi, vậy bây giờ là sau khi đã nghe các bạn đưa ra phác đồ điều trị rồi, cô sẽ bắt đầu đi sang cái là gì ạ? Cái đơn thuốc cho các bạn luôn.